Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, chiều ngày 21 tháng 6, đồng chí Dương Thị Thập, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban Dân vận huyện ủy và đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm chúc mừng cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, trao tặng lãng hoa tươi thắm của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí chúc toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Các đồng chí biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của tập thể đơn vị trong việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong giai đoạn mới, các đồng chí yêu cầu Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng thêm các chuyên trang, chuyên mục qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, thành phố và của huyện Thủy Nguyên, góp phần định hướng dư luận, phản ánh kịp thời những vấn đề được nhân dân quan tâm, xứng đáng với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của đơn vị, giám đốc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm, đồng chí xin hứa sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, đạo đức cách mạng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thông tin truyền thông trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, các ban ngành đoàn thể huyện cùng nhiều tập thể đơn vị và cá nhân đã đến chúc mừng tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên nhân viên trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện